Xin chào cả nhà, xin chào quý cô chú anh chị mình đang xem video. Chúc cả nhà mình xem video vui vẻ nha. Thì mình đang có mặt ở bên xóm Cồn cả nhà, nhìn qua bên Vinh Cậu nè. Đây, ngay cửa Dương Đông. Bên đó là Vinh Cậu đó cả nhà. Còn đây là xóm Cồn đây. Lúc này cũng khó là khá lên cả nhà. Đường đi ra đây thì cũng đi qua các hẻm nhỏ không à. Kia có một chiếc ghe đang chạy vào. Ghe sẽ chạy bên đó cả nhà, cặp bên Vinh Cậu cả nhà. Để mà vô rồi xong rồi trình giấy bên biên phòng mình đó. À, không có chạy bên cặp bên xóm Cồn bên đây. Hai người đang dỡ 12 cửa ngục kìa cả nhà. Xíu nữa mình sẽ lội xuống Cồn nữa mình quay nha. Cái bộ này loại dài xíu. Đường ra ngoài trụ đèn rồi đó. Bên đây thì trồng dừa rất là nhiều. Phía bên cầu cảng quốc tế cả nhà. Mấy chú này đang làm chân dịch ghe. Đây là mặt cầu cảng cả nhà, cầu cảng quốc tế. Bãi Dương Đông này cả nhà thì đang ở giai đoạn là chuyển mùa Nam và mùa Bắc nên gác rất là nhiều. Mấy bữa có sóng cả nhà, sóng lớn á, gác hay tấp vô đây nè. À, có hai chú đó đang kéo lưới cá gỏi kìa. Đó là cầu cảng quốc tế đó cả nhà. Ngoài đó cũng có hai anh đang câu cá ngoài kia nữa kìa. Phú Quốc lại tiếp tục giãn cách thêm 10 ngày nữa cả nhà. Do Phú Quốc mình không có dịch bệnh nha. Mà cũng cách biệt với đất liền cả nhà nên bà con mình vẫn hoạt động bình thường ở các chợ chứ không giống như trong đất liền. Một chiếc ghe đã ra khơi.
mặt bên Dinh Cậu với lại bên phía Dương Đông bên đây nè cả nhà, mặt biển bên đây bữa nay êm cả nhà, không có sóng. Để mình zoom gần lại cho cả nhà xem nha. Zoom gần lại thì nó hơi bị bể màn hình nha cả nhà. Đạp nước đã ghê cả nhà. Mấy ghe này chạy máy xe không? Gắn máy xe vô chạy dữ lắm. Dưới đó có cái cồn nữa cả nhà, để một xíu nữa mình kiếm đường mình đi xuống dưới đó thử có được không. Các ghe ra vào cửa thì sẽ qua bên phía bên Dinh Cậu thôi cả nhà, trình giấy trước rồi xong mới đi. Giờ để mình kiếm đường qua bên cái xóm cồn nó thử có đường đi không nha cả nhà. Đúng rồi, chạy coi chốt cái đường không. Chợ Dân Đông sáng nay. Ở Dương Đông cũng có nhiều ghe cả nhà. Hồi nãy mình cũng kiếm đường ra chỗ sông cồn đó mà đi không có đường ra. Cái bài bữa mình phải đi bộ cặp mé sông nó đi lên. Mình đang đứng ở ngã tư Hùng Vương Lý Thường Kiệt nè cả nhà. Sáng mình có đi quay sóng cồn mà chiều nay lại tiếp tục đi cập nhật tình hình ở các nơi
trong phường Dương Đông mình nha. Đường đó đường Hùng Dương đó cả nhà, còn cái thẳng là đường Lý Thường Kiệt. Hôm nay là ngày đầu tiên Phú Quốc giãn cách đợt thứ 3 nha cả nhà, theo chỉ thị 16. Hôm nay là ngày 16 tây tháng 8, tiếp tục giãn cách theo thêm 10 ngày nữa cả nhà.
Dương Đông nè cả nhà. Ngày mai thì mình thử đi xuống Hàm Ninh hay là mấy nơi khác thử, coi thử được thì mình sẽ quay video cả nhà mình xem nha. Sông Dương Đông vào buổi chiều cả nhà, các ghe tàu cũng có đi ra vào nữa. Sáng thì mình xuống trễ quá. Rồi mình sẽ tiếp tục đi nha. Ghe thu mua cá nè cả nhà. Ghe này bữa hôm qua mình có quay được một đang ở trên chạy xuống mà thu mua đó cả nhà. Ghe lưới đó thì các cô đang ngồi giá lưới rồi cả nhà. Rất là đông. Sau các chuyến ra biển thì ghe thường đậu lại neo lại khoảng mấy ngày cả nhà để cho người bà con mình xuống đó giá lưới. Rồi xong rồi mới tiếp tục chuyến đi biển mới. Cắt ghe thì buổi chiều này đi thì sáng mai sẽ vô sớm cả nhà. Kia cũng có một chiếc ghe lưới, bà con mình cũng đang giá lưới rất là đông. Và tới công viên Bạch Đằng cả nhà. Chiều nay các ghe đi biển sớm quá ha. À, nó có con ghe đang giặt lưới kìa. Đứng quay xíu coi. Mình đang đi bộ trên công viên Bạch Đằng cả nhà. Chiều nay mình đi cũng hơi sớm, 4 giờ mấy à. Ghe vô trong cái trạm biên phòng nó trình giấy đấy cả nhà. Phía bên này có một ghe này đang giặt lưới nè cả nhà. Sáng mình xuống sớm cồn hơi trễ, mình không có quay được. Đây có một ghe lưới đang giặt lưới nè cả nhà. Phía đó có một chiếc đang chạy ra cửa kìa. Và đó là dinh cầu đó cả nhà. Mặt đằng thường vào buổi chiều mới đẹp. Chiều mà khi mặt trời gần lặn đó cả nhà, rất là đẹp. Cặp bên công viên Bạch Đằng này có quán chè nhà cổ, khu vực đó cả nhà cũng nổi tiếng lắm. Còn những chung trực. Rồi mình sẽ tiếp tục chạy các nơi khác nha. Dòng ra dinh cầu xíu rồi dòng vô.
chiều này ra ra vào cửa cũng đông quá, chắc sẽ ra sáng vô sớm đó nha. Đi ngày 1 cả nhà, chắc ra đi ngày 1 xa chiều đi sáng vô. Dừng đi xíu đi. Ra đó ghi gì cha? Ghi đánh mành hả? Phía bên đó là sớm cồn đó cả nhà, có cái cồn nhô ra đó. Đây là Vinh Cậu nè cả nhà. Ở biển mặt bên đây mới bắt đầu chuyển bắt lại cái gì ta? Sao im dữ ta? Đó là Vinh Bà Thủy Long Thánh Mẫu đó cả nhà. Cũng đóng cửa luôn. Đó có một chiếc ghe cho nói ra ghe chạy câu cả nhà, chạy câu thu cả nhà. Rồi mình sẽ tiếp tục đi các chùa và quay sơ quay cho cả nhà mình xem nha. Trước là chợ đêm ở nằm ở đường này nè cả nhà, sau dời qua bên đường Bạch Đằng bên đó. Chạy ngang qua mấy cái chùa quay xíu được. Sùng Hưng Cổ Tự cả nhà, nằm ở đường đầu đường 30 tháng 4, đường Trần Hưng Đạo chứ nhầm, nằm ở đầu đường Trần Hưng Đạo cả nhà. Đây là khu vực ngã năm. Đóng chặt cửa luôn cả nhà, không có vào được. Phong cách rất xây rất là đẹp cả nhà. Khi nào có mở cửa thì mình sẽ vô quay cho cả nhà mình xem nha. Đây là đình thần cả nhà. Đình thần Dương Đông. Vì dịch bệnh nên không có tổ chức cúng thí nha cả nhà. Thank you.
phía bên tay trái cả nhà cũng có một cái dinh bổn cảnh Thành Hoàng nữa cả nhà, cũng nằm ở trên đường 30 tháng 4 luôn nha. Mình cũng không có vào. Tiếp tục mình sẽ vòng về đường Hùng Vương nha. Trường Trung học phổ thông Phú Quốc cả nhà. Mình vô lấy bằng tốt nghiệp. Nhưng mà cô hẹn lại ngày khác mới nhận. Khi nào mình tới nhận thì mình sẽ quay video cho cả nhà mình xem nha. Đây là thư viện của trường nè cả nhà. Trường cũng khá là xanh và đẹp, sạch sẽ cả nhà. Video này thì mình cũng không có giới thiệu tổng quát về nơi này cho cả nhà mình biết nha. Thì khi nào mà mình xuống nhận bằng tốt nghiệp thì mình sẽ quay video cho cả nhà mình xem. Mình cũng xin được kết thúc video ở đây luôn nha cả nhà. Chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe. Này là tới ngã tư Hùng Vương Nguyễn Trung Trực cả nhà. Thì mình đến đây thì cũng xin được kết thúc video nha. Chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm và theo dõi video.